Đồ gỗ Văn Sáu trở lại cùng quý vị trong các video mới. Video ngày hôm nay Đồ gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu và so sánh cho quý vị 3 mẫu đồng hồ. Hai mẫu được làm trên chất liệu gỗ hương, một mẫu được làm trên chất liệu gỗ mun đôi công với các kiểu dáng thiết kế khác nhau. Video ngày hôm nay chúng ta hãy đi tìm hiểu về kích thước, giá thành, những đặc điểm giống và khác nhau và hãy cùng bàn luận về độ bền cũng như chất gỗ, vân gỗ trong video ngày hôm nay. Về đặc điểm chung ba mẫu này thì là đồng hồ và được dùng để xem thời gian và để trang trí trưng bày trong không gian phòng khách hoặc phòng làm việc của quý khách hàng. Và chúng ta hãy cùng đi về kiểu dáng thiết kế của từng mẫu. Đầu tiên, mẫu ở trên đây thì được làm trên chất liệu là gỗ mun đuôi công. Chất liệu gỗ mun đôi công là một chất liệu gỗ quý hiếm và nó có các cái đường vân cực kỳ đẹp và nổi bật bắt mắt với các cái đường vân sợi nhỏ đan xen kẽ nhau đều và các cái vân nó có màu đen và màu vàng. Đây sẽ check phần vân cho quý vị trước. Vân nó rất là đều đẹp và nó đây là các cái sợi nhỏ xếp đều nhau. Các cái sản phẩm nhỏ như thế này hoặc là các sản phẩm to, ví dụ như lục bình mà làm được trên chất liệu gỗ nuôi công, mun đôi công thì cực kỳ đẹp. Và hiện tại thì đồ gỗ Văn Sáu vẫn có một đôi lục bình trên chất liệu gỗ mun đôi công. Quý khách hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ đồ gỗ Văn Sáu. Về mẫu đồng hồ này thì như quý khách hàng thấy được quan sát theo bao quát tổng thể, đó là một cái mẫu mà nó có kiểu dáng thiết kế giống như ở bên châu Âu, rất đẳng cấp. Mẫu này thì có chiều cao 1m1, rộng 42 và sâu là 16. Mẫu này có giá bán là 3 triệu đồng. Và sẽ check chi tiết hơn cho tất cả quý khách hàng với những cái đường ở trên này thì là đường đục về các cái hình hoa lá cây. Ở phần bên trên thì có tạo một chiếc chóp. Chiếc chóp này thì làm trên chất liệu gỗ mun đôi công và như quý khách hàng có thể thấy là các cái phần vân gỗ. Chỉ cần hơn nào. Nhìn như một chiếc lục bình nhỏ vậy. Xuống phần bên dưới là các cái họa tiết hoa văn. Đây, chỉ cần phần hình hoa lá cây. Thiết kế theo một kiểu dáng giống như kiểu hình vầng trăng khuyết. Giống như kiểu vầng trăng khuyết. Và phần chân đây. Phần chân thì được thiết kế với tiết diện rộng rất chắc chắn. Và mẫu này thì tạo theo kiểu dáng hình hộp nhé. Ở đây là mặt hình hộp. Phần bên trên này là các cái tấm của gỗ mun đôi công để ốp vào phía bên trong để nó bảo vệ cho cái động cơ của đồng hồ và làm nên cho cái đồng hồ này nó đẹp hơn. Và phần bên dưới đây. Và ở cái phần mặt trên này thì là một cái mặt kính trong suốt nha, mặt kính trong suốt. Ở phần bên trong nữa thì là một cái mặt gương. Đấy, bên trong là gương. Và trong này thì có cái hình quả lắc này. Đấy, và hai bên là tượng trưng cho chuông. Đấy, cũng được thiết kế màu vàng rất sang trọng đẳng cấp và có hình như một chiếc đàn guitar vậy. Và lần về phần phía mặt của đồng hồ, mặt của đồng hồ thì có phần mặt thì có màu vàng này, một cái tấm màu vàng vàng sáng nha, vàng sáng sang rất đẹp. Và cái khuôn của đồng hồ này thì cũng được làm trên chất liệu gỗ đôi công và làm theo một cái hình tròn rất đều đẹp. Tuy cái mặt của nó nhỏ thôi nhưng mà rất đẹp. Mẫu này thì là giá 3 triệu nha, bao cước vận chuyển. Kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán với mẫu đồng hồ mun đôi công. Đây là mặt sau của chiếc đồng hồ gỗ mun đôi công với một cái tiết diện phẳng như thế này. Quý khách hàng thấy được các cái vân gỗ của chất liệu gỗ mun đôi công có đẹp không ạ? Đây. Các cái đường vân nó sẽ là màu đen và màu vàng xen kẽ nhau. Cực kỳ đẹp luôn. Mà giá chỉ có 3 triệu đồng thôi nha, 3 triệu đồng thôi. Lại còn được bao cước vận chuyển. Phần trên này thì là cái phần bảo vệ cho cái động cơ cũng như là có thể tháo ra để thay pin cho cái động cơ đồng hồ.
Đấy, đây là mặt sau. Và chia tay với mẫu đầu tiên thì chúng ta hãy đến với mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai thì đều làm trên chất liệu gỗ hương và có được làm với kích thước nhỏ hơn. Đấy. Tuy là nhỏ nhưng mà cái kiểu dáng thiết kế cũng rất là đẳng cấp và sang trọng. Đây, sẽ check gần cho quý khách hàng nha. Mẫu này thì có chiều cao là 76 và rộng là 48 và cái chiều sâu là 20. Giá của mẫu này thì là 2 triệu đồng. Check chi tiết hơn nha. Về tất nhiên là đồng hồ nhỏ thì cái mặt của nó sẽ thiết kế nhỏ hơn. Và phần bên trong thì là một cái mặt đồng hồ màu vàng rất là sang trọng, kèm theo các cái lối họa tiết hoa văn. Và phần bên này là bốn cái hình tròn để ghép vào tạo thêm thành một cái khung tròn cho cái mặt đồng hồ. Các cái họa tiết hoa văn thì như trên này là một phần dạng như chóp và được làm trên chất liệu gỗ hương. Các cái vân của gỗ hương thì nó sẽ có các cái sợi nhỏ. Màu này thì là hơi màu đỏ nâu. Các cái họa tiết hoa văn xung quanh này, trên này là một hình con nghê, bên này là các cái hình hoa lá cây. Đấy, cân đối đối xứng hai bên. Mẫu này chỉ 2 triệu đồng thôi. Và bên trong này thì có phần hình chuông và quả lắc. Phần bên dưới này độc đáo hơn mẫu đầu tiên thì có thiết kế theo lối chân quỳ đấy. Mẫu này là giá 2 triệu đồng. Với các cái mẫu nhỏ như thế này thì quý khách có thể mang về đặt ở trên chỗ kệ tivi hoặc là đơn thuần chỉ để ở chỗ bàn uống nước kê cao lên một chút cũng được, thì nó cũng vẫn cứ đẹp và sang trọng vì mẫu này nó có kích thước nhỏ thôi. Quý khách hàng nào mua mẫu này hãy liên hệ đồ gỗ Văn Sáu qua cú pháp là mẫu 2 kèm số điện thoại. Tiếp theo chúng ta hãy đến với mặt sau của cái mẫu số 2. Quý vị đang thấy trên màn hình chính là mặt sau của cái mẫu đồng hồ thứ hai cỡ nhỏ hơn. Thì như quý vị đang thấy thì ở trên này là các cái đường vân của chất liệu gỗ hương. Có rất nhiều người mê cái vân của gỗ hương này. Và phần đằng sau là một cái bảng lề và bên dưới là một chiếc chốt để cài khi mà quý khách thay pin xong thì sẽ cài vào để cái hộp đồng hồ nó được an toàn cũng như là nó được lâu bền hơn. Và khi quý khách thay pin thì chỉ cần vặn chiếc chốt này ra và nhấc tấm này ra đây, thì sẽ thấy động cơ bên trong và thay pin rồi lại đóng lại. Ở bên dưới thì các cái chân thì làm rất là chắc chắn. Và chia tay với mẫu thứ hai, chúng ta hãy đến với mẫu cuối cùng trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta hãy đến với chiếc đồng hồ thứ ba, hay còn gọi là mẫu đồng hồ thứ ba. Mẫu này được làm trên chất liệu gỗ hương. Và mẫu này thì như quý vị quan sát ở trên đây thì cái mặt đồng hồ của nó là được thiết kế to nhất. Và sẽ đi gần để check chi tiết. Mẫu này thì giá là 3 triệu đồng. Và có chiều cao là 1m4. Đây sẽ check về cái thông tin. Có giá là 3 triệu đồng, chiều cao là 1m, chiều rộng 40 và chiều sâu là 20. Được làm trên chất liệu gỗ hương. Đi chi tiết này. Về cái mẫu này thì làm khác một chút thì ở trên này có các hình về bông hoa này. Bên này là một chú chim, bên này cũng là các hình bông hoa. Hai chú chim nha, hai chú chim quay đầu vào nhau. Đấy. Về phần cái phần viền của đồng hồ đây là hình ảnh về trái đào, hai trái đào. Đấy, bên này cũng là một trái đào nữa này. Xuống bên dưới này là thêm hai trái đào nữa. Rất độc đáo. Ở phần bên dưới này cũng là hình hai chú chim đang quay đầu vào nhau. Có tất cả là bốn chú chim và các hình ảnh về hoa đào và trái đào. Phần bên dưới thì cũng như mẫu thứ hai thì có làm theo lối chân quỳ. Tuy nhiên là cái mẫu này nó sẽ có kích thước lớn hơn. Và giá thành thì là 3 triệu đồng. Từng cái chân nhỏ này làm rất đẹp, sang trọng. Cũng thiết kế theo lối họa tiết hoa văn theo kiểu mới, rất sang trọng. Về các cái mẫu đồng hồ, quý khách hàng có thể mua về để trưng bày sử dụng trong nhà, trong gia đình hoặc là mang về làm quà biếu, quà tặng đều được hết. Về họa tiết hoa văn đằng trước này và kích thước giá thành thì đã báo rồi, tiếp theo đi về cái phần mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ này thì là nó rất là to. Đấy, to hơn so với các mặt đồng khác. Và bên trong thì cũng có một cái tấm đồng hồ thì cũng là màu vàng sáng sang. Đấy, kèm theo các con số
kim giờ phút giây. Đằng sau thì là phần động cơ. Với những chiếc đồng hồ này quý vị thì mang về chỉ cần thay pin vào và sử dụng thôi. Phần bên dưới thì đằng trước cũng là một cái mặt kính trong suốt. Phần mặt đằng sau thì là cái phần gương, đằng sau là gương. Và cái phần gương này cũng được có cái đai gắn rất chắc chắn nha. Đai gắn chắc chắn. Và tất nhiên thì mẫu này thì có cả chuông, hình quả lắc. Và chuông ở đằng sau. Nó sẽ làm một màu vàng để nó cùng với màu của cái mặt đồng hồ này, nhìn nó sang trọng hơn. Chúng ta hãy cùng đi đến cái mặt sau nhé. Như quý vị đang thấy ở trên màn hình, đó chính là mặt sau của chiếc đồng hồ thứ ba, làm trên chất liệu gỗ hương và có kích thước gần tương đương với mẫu mà Moon Nơi Công mà đầu tiên tôi đã giới thiệu. Về cái mặt đằng sau thì với các tiết diệt phẳng thì chỉ có những cái vân gỗ thôi và đã được sơn phủ bóng mờ các bác nha. Các đường vân của chất liệu gỗ hương. Đây là phần vân xếp đều ra. Ở mặt đằng sau thì cũng như bao chiếc đồng hồ khác thì có cái phần bảng lề và một phần chốt để tháo cái nắp này ra và sẽ thay động cơ đồng hồ. Đấy, cái động cơ đồng hồ bên trong đây. Sau khi thay pin xong thì sẽ đóng nắp lại. Vâng, và trong một video ngắn chúng ta vừa đi tìm hiểu về ba mẫu đồng hồ được làm trên chất liệu gỗ Mun Đới Công, chất liệu gỗ hương, có kích thước khác nhau, những cái kiểu dáng thiết kế cũng khác nhau. Và quý khách hàng nào mua các cái mẫu ở trên đây thì hãy liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại là 0968 152070 hoặc 0972 282070 để được liên hệ tư vấn cũng như liên hệ đặt hàng. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.